Sao vậy? Không quen mình nữa à? Tư Tư, chuyện năm đó thật xin lỗi. Chuyện xưa như trái đất rồi, sao cậu cứ nhắc mãi vậy? Lúc đó chúng ta còn nhỏ, tuổi trẻ nông nổi mà. Đừng nhắc lại chuyện quá khứ nữa. Đi thôi, đưa mình đi thăm con gái cậu. Từ lúc sinh ra, Niệm Niệm đã luôn phải nằm bệnh viện. Mình nợ con bé nhiều quá rồi. Đi thôi. Mẹ ơi, mẹ về rồi. Niệm Niệm, con dậy rồi à? Có ngoan không? Con không có chạy ra ngoài nữa. Vừa nãy có chú kia đến thăm con. Ngày mai còn đến tặng đồ chơi cho con nữa. Chú? Chú nào cơ? Niệm Niệm, chỗ này không phải ở quê. Xung quanh đều là người quen. Chỗ này là thành phố lớn, sẽ có rất nhiều người xấu. Chú đó là người tốt mà. Lúc con đi lạc là chú đã cứu con. À, như vậy à? Nhìn Niệm Niệm nè, lần sau chú đó đến nữa, mẹ sẽ cảm ơn trực tiếp với chú được không? Dạ được. Niệm Niệm lớn lên nhìn y như Lục Trạch Thừa bản mini vậy. Lục Trạch Thừa thật sự không biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này sao? Ra ngoài rồi nói. Niệm Niệm, con nghỉ ngơi chút đi nhé. Mẹ và dì Du ra cửa nói chuyện một lát. Mẹ và dì sẽ không đi xa đâu. Con cứ nằm xuống nghỉ ngơi trước đi được không? Dạ được. Dì Dì, năm đó không phải cậu nói tuyệt đối sẽ không phá hoại Lục Trạch Thừa và Cảnh Thi sao? Vậy thì Niệm Niệm ở đâu ra? Đây là ngoài ý muốn thôi. Lục học trưởng, Đơn Du Di, tôi không tìm thấy Cảnh Thi đâu hết. Cô là bạn thân nhất của cô ấy. Cô nói tôi biết đi, cô ấy ở đâu? Tôi không biết. Anh bỏ tôi ra trước. Chắc chắn là cô biết. Cô nói tôi biết đi có được không? Anh bỏ tôi ra trước đi. Tôi cầu xin cô nói tôi biết đi mà. Mấy năm nay chắc là cậu sống khổ lắm. Anh ấy đã cho mình một đứa con đáng yêu hiểu chuyện như vậy. Có khổ hơn nữa cũng đáng. Cậu yên tâm, ba mình và giáo sư Tống cũng có giao tình. Mình nhất định sẽ hẹn được giáo sư Tống, sau đó điều trị cho Niệm Niệm. Tư Tư, cảm ơn cậu. Alo. Dì Dì, em đang ở cửa hàng sao? Anh đến đón em. Buổi tối là buổi tiệc kinh doanh, em đi tham dự với anh đi. Hôm nay em thấy không khỏe nên không có ở cửa hàng. Không khỏe? Dì Dì, em không sao chứ? Em chỉ là bị cảm nhẹ thôi. Anh đừng đến cửa hàng, để em đi tìm anh. Ai vậy? Hà Cẩn Ngôn, bạn trai hiện tại của mình. Tư Tư, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Đợi khi nào có thời gian mình sẽ giải thích với cậu. Vậy được, cậu có việc thì cứ đi làm đi. Dì Dì. Dì Dì, mình nghe Cẩn Ngôn nói cậu bị bệnh rồi. Sao cậu không nói với mình? Có nặng không vậy? Chỉ là bị cảm nhẹ thôi. Chuyện nhỏ thôi, bây giờ đang là giao mùa, cảm nhẹ cũng không thể xem thường được đâu. Ừ. Dì Dì, bộ váy dự tiệc của cậu thật đẹp quá. Trước đây sao chưa từng thấy cậu mặc vậy? Anh về rồi à? Tặng cho em nè. Mở ra xem đi. Tối nay mặc cho anh xem. Rõ ràng là của cậu đẹp hơn mà. Mình lúc nào cũng rất xinh đẹp mà. Mọi người cũng nhìn quen rồi. Ngược lại cậu càng lúc càng xinh đẹp. Phẩm vị càng lúc cũng càng tốt hơn. Hôm nay cậu còn xịt nước hoa nữa. Quả nhiên là có bạn trai rồi thì hiểu cách chăm chút cho bản thân hơn. Còn không phải sao, nếu như mà có thể, mình cũng không muốn đưa Di Di đến tham dự tiệc rượu này lắm. Tình nguyện nhốt lại trong nhà. Hà Cẩn Ngôn,
cậu sến súa thật đó. Tình yêu chính là phải dõng dạc nói ra mới đúng chứ. Con gái cần phải có cảm giác an toàn, cứ giấu trong lòng, làm sao đối phương cảm nhận được. Cậu nói đúng không, Lục đại luật sư? Cậu nói đúng không, Lục đại luật sư? Ngài Hà đây nói rất đúng, tôi vẫn còn phải học tập Ngài Hà đây nhiều. Lục đại luật sư chê cười rồi, ngài cũng là đại tài tử mà, tất nhiên không cần phải học cách theo đuổi con gái rồi. Con gái theo đuổi cậu nhiều như bèo trôi sông mà. Tôi tự thấy xấu hổ. Ngài Hà cần gì phải hạ thấp bản thân, dựa vào thân thế và gia cảnh của cậu, con gái theo đuổi cậu không lẽ còn ít sao? Chỉ đáng tiếc là lòng tôi chỉ hướng về một người, tôi chỉ muốn cưới Di Di thôi. Được rồi, được rồi, chúng ta đừng đứng nói chuyện ngay trước cửa nữa, chúng ta vào trong đi. Di Di, lát nữa còn có khiêu vũ nữa, cậu tuyệt đối đừng bỏ qua nha. Nhưng mà mình không biết khiêu vũ. Không sao, không phải đã có anh ở đây rồi sao? Anh có thể chỉ em. Hà Cẩn Ngôn, cậu càng lúc càng quá lố rồi. Cứ chờ đi, lát nữa mình và A Thừa sẽ trở thành king và queen trên sàn khiêu vũ. Không sao đâu, đừng căng thẳng, cứ chậm chậm theo bước anh là được. Em thật sự không biết khiêu vũ, hay là anh tìm người khác nhảy với anh đi. Em có thể qua bên kia ngồi chờ anh. Di Di, anh là bạn trai của em mà, em để anh khiêu vũ với người khác à? Sao em không để ý gì đến anh hết vậy? Em không phải có ý này. Em... Không sao đâu, cứ nhảy đi. Em xem, như vậy không phải khá tốt sao? Em đó, rõ ràng là giỏi như vậy, chỉ là không có tự tin thôi. Đổi bạn nhảy đi. Lục Trạch Thừa, anh lại muốn làm gì? Lục Trạch Thừa, anh lại muốn làm gì? Đổi bạn nhảy thôi. Không phải trên sàn nhảy rất thường thấy sao? Cô hoang mang cái gì chứ? Anh buông tôi ra. Tôi không muốn hôm nay mu bàn chân bị cô dẫm sưng lên đâu. Di Di, hôm nay em thật xinh đẹp. Xin lỗi, em không cố ý. Không sao chứ, cứ bước chậm theo anh là được. Xin lỗi, em không giống Cảnh Thi, từ nhỏ đã được dạy dỗ tử tế. Thật sự em không biết nhảy. Vẫn nên trực tiếp vào chuyện chính thôi. Tại sao hôm nay mặc chiếc váy này? Tôi chỉ có chiếc váy này để mặc đi dự tiệc thôi. Vậy cô có còn nhớ lúc đó cô mặc chiếc váy này, tôi đã làm gì cô không? Ngài Lục, chúng ta đã kết thúc rồi, xin anh hãy tự trọng. Tự trọng là thế này, hay là thế này? Đổi bạn nhảy. Di Di, từ từ. Di Di, sao tóc em rối cả rồi? Vừa nãy cúp điện hình như có người đụng phải em. Di Di, em sao vậy? Hình như em bị trẹo chân rồi. Chân bị trẹo sao không nói sớm? Đừng nhảy nữa, anh đưa em qua kia. A Thừa, anh nhìn gì vậy? À, không có gì.
Thế nào? Vừa nãy đối bạn nhảy, anh nhảy với Di Di một đoạn. Có phải cô ấy rất xinh đẹp không? Sao vậy? Em ghen à? Cũng có một chút. Ai kêu Di Di xinh đẹp quá làm chi? Trước kia lúc còn đi học, cô ấy còn chưa biết giảm phấn. Em đã phát hiện cô ấy rất xinh đẹp rồi. Bây giờ cô ấy biết trang điểm rồi thì càng xinh đẹp hơn. Đẹp hơn cả em à? Cái này anh muốn em nói thế nào? A Thừa, anh nói câu khách quan đi. Em và Di Di, ai xinh đẹp hơn? A Thừa, anh nói câu khách quan đi. Em và Di Di, ai xinh đẹp hơn? Anh do dự rồi. Anh không phải là cảm thấy Di Di xinh đẹp hơn em đó chứ? Không phải. Chỉ là anh đột nhiên nhớ đến chuyện công việc. A Thừa, em nói cho anh biết, em khen Di Di xinh đẹp chỉ là vì lịch sự thôi. Anh không thể cảm thấy như vậy được. Nếu không thì em sẽ giận đó. Yên tâm đi. Không đâu mà. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Không sao, không cần đâu. Thử cử động xem. Vẫn ổn, chỉ là trầy xước nhẹ thôi, không có ảnh hưởng đến gân cốt. Lát nữa trên đường về, ghé mua một chai thuốc xoa bóp. Cảm ơn. Em còn nói cảm ơn anh nữa là anh sẽ giận thật đó. Chúng ta vốn dĩ là người yêu mà, không cần phải khách sáo như vậy. Ừ. Di Di, thời gian trôi qua nhanh quá. Mới nháy mắt chúng ta đều đã tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi. Còn nhớ năm đó lúc còn đi học, em còn là đại tài nữ của câu lạc bộ văn học. Trong câu lạc bộ còn có mấy nam sinh có ý với em, chỉ là không dám tỏ tình với em mà thôi. Sao có thể chứ? Lúc đó em quê mùa như vậy, tính cách cũng không được yêu thích. Sao có thể có người thích em được? Di Di, không lẽ em không biết em rất xinh đẹp sao? Mà em còn có một tâm hồn rất thú vị. Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ kỹ. Năm đó câu lạc bộ văn học mở tiệc chúc mừng, em đã đọc một bài thơ, là bài Tôi yêu em lúc im lặng của Neruda. Tôi yêu lúc em im lặng, tự như em đã biến mất. Em lắng nghe tôi từ phía xa, thanh âm của tôi không đến được em. Tựa như đôi mắt em đã bay đi. Như là một chiếc hôn khép môi em lại. Đây là 20 bài thơ tình và một bản tuyệt vọng ca của Neruda. Cô cũng thích thơ của ông ấy à? Thân gửi đến bạn Lục. Gần đây đang đọc tuyển tập 20 bài thơ tình và một bản tuyệt vọng ca của Neruda. Thích nhất là bài thơ Tôi yêu lúc em im lặng. Không biết bạn Lục đã đọc qua chưa? À, cậu là đại tài tử nổi tiếng khắp trường, chắc chắn đã đọc từ lâu rồi. Nhưng mà mình vẫn muốn chép lại một bản gửi cậu xem. Bởi vì mình thích lúc cậu im lặng. Không có. Là Thi Thi thích. Tôi chỉ là đi cùng Thi Thi nên học lỡm được vài bài thôi. Tôi chỉ thuộc mỗi bài này. À, vậy à. Thời gian không còn sớm nữa. Hôm nay Di Di không khỏe lắm. Chúng tôi về nghỉ ngơi trước đây. Hôm khác nói chuyện tiếp. Được thôi Di Di, cậu vẫn còn đang bệnh mà. Mau chóng quay về nghỉ ngơi đi. Đi thôi. A Thừa, tối nay anh đến nhà em đi. Ba em lại lên cơn nghiện đánh cờ rồi. Cứ làm mầm lên đòi đánh cờ với anh thêm mấy chán nữa, được không? Được thôi. Sao vậy? Không sao. Chỉ là vừa nãy chỗ trẹo chân lại đau rồi. Vậy thì em đừng đi nữa, để anh bế em. Lục Trạch Thừa, sao anh lại tìm được tôi? Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Đừng dù gì, cô dám đánh tôi. Anh uống say rồi lại đến chỗ tôi làm bậy gì đó.
Buông tôi ra, buông tôi ra, buông tôi ra, buông tôi ra, anh mau buông tôi ra. Cũng không phải chưa từng làm. Cô giả chết cái gì? Đừng dù gì. Cô sao vậy? Lục Trạch Thừa, tôi đau quá. Anh có biết là tôi vẫn luôn rất đau không? Anh có biết là tôi vẫn luôn rất đau không? Chân cô bị thương rồi. Sao cô không nói sớm? Tôi không cần anh quan tâm. Để tôi đưa cô đi bệnh viện. Vết thương ở chân cô thực ra không nghiêm trọng đến vậy đâu. Là vì bị thương lần hai trên vết thương cũ. Sau này phải chú ý hơn một chút. Cảm ơn bác sĩ. Xin lỗi Lục luật sư. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Nhưng bây giờ trời đã tối lắm rồi. Mời anh về cho. Đừng dù gì. Lục luật sư, tôi có bạn trai của mình. Bạn trai tôi sẽ đến bệnh viện chăm sóc tôi. Bạn gái của anh cũng đang đợi anh ở nhà. Cô chắc chứ? Nếu không thì sao? Có phải cô đang che giấu tôi chuyện gì không? Tại sao anh ấy lại hỏi như vậy? Không lẽ anh ấy biết chuyện mình viết thư tình giúp Cảnh Thi? Hay là biết đến sự tồn tại của Niệm Niệm? Không, anh ấy không thể biết được. Tốt nhất là không có. Tốt nhất là đừng để tôi phát hiện cô che giấu tôi chuyện gì. Nếu không... Tôi không có. Lục Trạch Thừa, tôi chỉ hy vọng anh và Cảnh Thi sống tốt cuộc đời của hai người. Mà giữa chúng ta cũng đừng liên quan gì nữa. Sao em lại đến đây? Còn không phải tại anh tối qua uống say như vậy. Ba mẹ em đã nói là kêu anh ở lại nhà em đi. Nhưng anh cứ đòi về. Cái này còn không phải là vì sợ anh dậy sớm bị nhức đầu. Cho nên em mới cố ý xuống bếp nấu canh giải rượu đem đến đây cho anh. Cảm ơn em. Em vào trong trước đi. Anh mau ăn đi lúc còn nóng. Được. Áo khoác này của anh, mùi nước hoa này. Gì gì? Em vẫn ổn chứ? Vết thương trên chân em nặng hơn, sao không nói anh biết? Em không sao, đã giảm sưng rồi. Đã trễ vậy rồi, anh còn phải chăm bông nữa. Em không muốn anh chạy tới chạy lui. Đồ ngốc, anh là bạn trai của em mà. Quan tâm em là chuyện nên làm. À đúng rồi, không phải trước đó chân em cũng không nghiêm trọng lắm sao? Sao đột nhiên lại nặng hơn vậy? Alo Thi Thi. Alo. Bây giờ cậu đang ở đâu vậy? À, chân mình bị thương rồi. Mình đang ở bệnh viện. Mình tìm cậu có chút chuyện. Chúng ta lát nữa gặp mặt nói chuyện nha. Ờ. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngữ khí của Cảnh Thi hình như có gì đó không đúng. Di Di à? À. Sao vậy? Thực ra cũng không có gì đâu. Quan hệ vẫn tốt quá ha. Di Di, sao lại bị bong gân? Có nghiêm trọng không? Không sao, chiều là xuất viện rồi. Sao cậu tới đây? Hà Cẩn Ngôn, Di Di nhập viện từ tối qua. Chắc giờ vẫn chưa ăn sáng. Hay cậu đi mua cho cậu ấy đi.
Mình quên mất chuyện này. Đúng rồi, em muốn ăn gì? Gì cũng được. Được. Thi Thi, có chuyện gì phải nói riêng với mình sao? Di Di, thấy Cẩn Ngôn tốt với cậu như vậy, mình vẫn ngưỡng mộ quá. Luật sư Lục cũng tốt với cậu mà, anh ấy rất tốt. Nhưng mình cảm thấy anh ấy không giống 4 năm trước. Trước đây anh ấy tốt với mình là tốt từ trong tâm. Bây giờ cảm giác chỉ làm cho có. Thi Thi, cậu đừng lo được lo mất hoài. Di Di, cậu biết không, vì bữa tiệc tối qua mình đã mua váy mới, làm kiểu tóc mới. Mình bỏ công sức ra chân diện, nhưng từ mắt anh ấy mình không thấy chút tán thưởng hay bất ngờ nào. Thậm chí Di Di, cậu nói cho mình biết, sao trên áo của A Thừa lại có mùi nước hoa của cậu không? Sao trên áo của A Thừa lại có mùi nước hoa của cậu? Zome lên mùi hoa chuông, mùi ở salon ít ai dùng, giá không quá đắt, là thứ mà cậu mua nổi. Hôm qua lúc cậu ra mình đã ngửi được. Nghe mình giải thích, cậu biết không, tối qua ở nhà anh ấy uống say, ba mẹ mình muốn anh ấy ở lại, nhưng anh ấy lại nói có một đương sự muốn gặp đột xuất. Sao vậy? Cậu có vụ kiện nào muốn thuê anh ấy sao? Thì không phải như cậu nghĩ đâu. Vậy nói là như thế nào? Không thể để Cảnh Thi biết quan hệ giữa mình và Lục Trạch Thừa, nếu không sẽ không quay lại được như xưa nữa. Thì là như vậy. Tối qua mình khiêu vũ bị trật chân, lúc đó mình thấy không sao hết nên về luôn. Rồi lúc về nhà tự nhiên chân mình rất đau nên mình định đi bệnh viện. Lúc xuống lầu thì gặp anh ấy, anh ấy thấy mình đứng không vững nên đã đỡ mình, rồi đưa mình tới bệnh viện. Mình xin thề sau đó không có tiếp xúc cơ thể nữa. Cậu nói có thật hay không? Mình gọi điện hỏi A Thừa là sẽ biết ngay. Di Di, cậu là bạn thân nhất của mình, mong cậu không làm mình thất vọng. Alo. A Thừa, đoán xem em đang ở đâu? Ở đâu? Em đang ở bệnh viện. Sao lại đi bệnh viện? Bị bệnh sao? Không có, hôm qua Di Di bị trật chân nên em tới bệnh viện thăm. Anh có biết chuyện này không? Anh có biết chuyện này không? Đúng là có chuyện đó. Tối qua cô ấy đau đứng không vững nên anh đưa tới bệnh viện. Em biết, Di Di nói với em rồi. Anh yên tâm, không phải em nghi ngờ anh đâu. Vậy anh làm việc đi, em ngồi chơi với Di Di. Di Di, xin lỗi cậu, mình trách lầm cậu rồi. Cậu biết không Di Di, nói ra cậu cười mình cũng được, nhưng A Thừa quá ưu tú. Trước mặt anh ấy mình không hề tự tin. Cậu thêm anh ấy khác trước đây nên mình mới hơi đa nghi. Thi Thi, hồi đại học cậu là hoa khôi, gia cảnh cũng tốt. Cậu mà không tự tin thì con gái bình thường như mình biết làm sao? Di Di, cậu không hiểu đâu. Mình quá yêu A Thừa, trước mặt anh ấy sự tự tin của mình đều là hư vô. Thi Thi, cậu là người bạn gái duy nhất được luật sư Lục thừa nhận. Hơn nữa hai người gặp gia đình rồi, cậu cũng đừng lo quá. Như vậy sẽ càng đẩy anh ấy ra xa. Di Di, chuyện lúc nãy mình hiểu lầm cậu, mình xin lỗi. Nhưng giác quan thứ 6 của phụ nữ rất chuẩn. Bên cạnh A Thừa chắc chắn vẫn còn cô gái khác. Mình sẽ lôi được cô ta ra. Nếu không sẽ hổ thẹn với chính mình. Nếu không sẽ hổ thẹn với chính mình. Hổ thẹn cái gì? Hai người đang nói chuyện gì vậy? Không có gì, tám nhảm thôi mà. Vậy sao? Di Di, cậu nghỉ ngơi đi.
Mấy bữa nữa mình lại tới thăm, đợi cậu khỏe lại rồi gặp sau. Mình về đây. Di Di, anh nhớ hồi em học đại học, em thích ăn bánh trôi vị này nhất. Không biết giờ có thay đổi chưa? Không ngờ anh còn nhớ, tới giờ em vẫn còn thích ăn. Vậy em ăn đi cho nóng. Niệm Niệm. Chú. Nè, lần trước chú hứa mua búp bê Barbie, có thích không? Dạ thích. Niệm Niệm ngoan, cô chuẩn bị tiêm cho con. Có thể sẽ hơi đau, con phải dũng cảm nha. Sao con dũng cảm vậy? Con không còn 3 tuổi nữa, đương nhiên là dũng cảm rồi. Vậy con mấy tuổi? 3 tuổi 2 tháng. Vậy đúng là không còn 3 tuổi nữa. Con vẫn chưa biết chú họ gì. Chú họ Lục, Lục Trạch Thừa. Chú Lục. Ngoan, lần sau chú lại tới thăm con. Dạ. Bà cố, chú lần trước mới tặng búp bê cho con, còn nói tên cho con nữa. Chú ấy họ Lục, Lục Trạch Thừa. Lục Trạch Thừa. Lục Trạch Thừa. Tên này nghe quen quá, hình như nghe ở đâu rồi. Đúng là lớn tuổi rồi, trí nhớ cũng giảm sút nhiều. Thôi không nghĩ nữa. Điềm Điềm, con có nói cảm ơn chú không? Dạ có, con có cảm ơn. Con là bé ngoan lễ phép mà. Điềm Điềm ngoan lắm, hiểu chuyện lắm. Mình hỏi giúp cậu rồi, giáo sư Tống cuối tháng này sẽ về. Lúc đó nhờ ông ấy khám cho Điềm Điềm. Nhưng có phẫu thuật được hay không, vẫn phải khám rồi mới biết được. Tư Tư, thật sự cảm ơn cậu. Vậy chúng ta không cần khách sáo vậy đâu. Đúng rồi, cậu đủ tiền không? Không đủ thì mình cho mượn. Cậu từ từ trả cũng được. Đủ mà. Tư Tư, mình đã từng làm cậu thất vọng, mà cậu vẫn hết lòng giúp mình. Mình... Cậu nói gì vậy? Bạn bè với nhau là phải vậy chứ. Lúc cậu khổ sở mình sẽ giúp cậu, lúc cậu sống tốt mình cũng không đòi trả ơn. Mối quan hệ như vậy mới là tình bạn thật sự. Mình... Di Di, cậu thấy cậu và Cảnh Thi có phải tình bạn thực sự không? Mình biết hồi xưa ngoại cậu té gãy chân, cậu không có tiền chữa nên Cảnh Thi cho cậu mượn 10.000 tệ. Nhưng từ đó về sau, cậu ấy đòi hỏi rất nhiều từ cậu. Cậu nghĩ cậu ấy coi cậu là bạn thật sao? Cậu điểm danh giùm, làm bài tập giùm, mua đồ ăn sáng giùm, thậm chí còn viết thư tình giùm. Còn nhờ người mình thích cho cậu ấy, đó mà coi là bạn sao? Không, cậu giống người hầu hơn, là lá xanh làm nền cho bông hoa hồng. Nhưng mà mình không phải muốn chia rẽ các cậu, mà muốn cậu tỉnh táo hơn. Bây giờ cậu đã làm mẹ rồi. Niệm Niệm lại mang bệnh, phẫu thuật xong có thể phải uống thuốc cả đời. Đó là một chi phí rất lớn. Ba con bé ở ngay trước mặt, chỉ cần nói với anh ta, cậu sẽ không phải khổ nữa. Rốt cuộc cậu e ngại cái gì? Tư Tư, không phải mình e ngại, cũng không giả vờ thanh cao. Nhưng Lục Trạch Thừa không thích mình. Nếu anh ấy nói thích mình, mình có thể phản bội Cảnh Thi. Nhưng anh ấy không thích mình, mình biết làm sao được? Cậu là người trưởng thành rồi, thực tế chút được không? Thích nhiều tới mấy thì qua 5 năm, 10 năm cũng chẳng còn gì hết. Anh ta chịu trách nhiệm với Niệm Niệm thì quan tâm thích hay không làm gì? Thích hay không quan trọng vậy sao? Mấy cái đó mình đều biết, mình hiểu mà. Nhưng giờ mình muốn chữa cho Niệm Niệm đã. Được rồi, mình thuận miệng nói vậy thôi. Cuộc đời là của cậu mà, tự cậu làm chủ đi. Cảm ơn cậu nhiều nha Tư Tư. Trùng hợp quá. Không phải trùng hợp, do tôi ra đường quên xem lịch.
Sao hai người ở đây? Phải báo cáo với anh hay sao? Tôi với cậu đâu có thù oán gì. Đúng là không có. Tôi chỉ ngứa mắt mấy tên tra nam mù quáng thôi. Ý cậu là sao? Thôi, tôi không muốn nói nhiều nữa. Di Di, mình đi thôi. Đi. Từ từ. Mình ngứa mắt cái kiểu không biết gì mà cứ nhìn cậu như cậu mắc nợ hắn. Từ từ, giờ anh ấy đang yêu Cảnh Thi rồi. Mình cũng không muốn dây dưa nữa. Được, mình biết rồi. Di Di, Du Tư Tư, sao cậu lại ở đây? Cậu đã nước ngoài đào tạo rồi mà. Sao, cậu được về nước, còn tôi thì không sao? Mình không có ý đó. Di Di, mình đang tìm cậu đây. Hôm nay có phim mới ra rạp, cậu rủ Hà Cẩn Ngôn đi xem chung đi. Nhưng tối nay mình phải... Mình mua vé hết rồi. Được, vậy tối mình đi cùng với cậu. Du Tư Tư, xin lỗi nha. Không biết cậu cũng ở đây nên không mua vé cho cậu. Tôi không ham. Di Di, vậy mình đi đây. Có gì thì gọi cho mình nha. Di Di, sao cậu lại liên lạc với cậu ta vậy? Cậu biết mình không hợp với cậu ta mà. Cậu làm vậy là phản bội tình bạn tụi mình đó, cậu biết không? Thi Thi, không phải như cậu nghĩ đâu. Chứ là sao? Không thể để Cảnh Thi biết Tư Tư đang liên hệ bác sĩ cho Điềm Điềm. Thì là mình gặp cậu ấy trên đường, nói chuyện vài câu thôi. Dù sao tụi mình cũng ở chung ký túc xá, không cần phải làm như kẻ thù. Thiệt không? Mình vẫn là một kẻ đáng khinh, chỉ biết liên tục nói dối. Vậy con nghe được. Di Di, mình nói cậu nghe, mình coi cậu là bạn thân nhất, nên cậu cũng phải coi mình là bạn thân nhất của cậu. Cậu không được tốt với người khác, nếu không mình sẽ buồn đó. Không có đâu. Nhưng bạn bè thực sự sẽ nói như vậy sao? Mình thất bại tới nỗi cái tình bạn cũng là giả sao? Cảm động quá. A Thừa, sau này mình cũng phải như phim, bên nhau cả đời không chia cách. Chắc chắn rồi. Đừng lo, có anh ở đây. Di Di, anh biết mình bên nhau chưa được lâu, giờ bàn chuyện kết hôn vẫn còn sớm. Nhưng hôm nay không khí phù hợp, anh không đợi nổi nữa. Di Di, em có đồng ý lấy anh không? Em có đồng ý lấy anh không? Hà Cẩn Ngôn, cậu lãng mạn quá. Di Di, anh thề thốt với em cả đời, mãi mãi bảo vệ em, yêu em, trở thành chỗ dựa của em. Em cho anh cơ hội được không? Di Di, Di Di, cậu còn do dự gì nữa, mau đồng ý đi. Được. A Thừa, Cẩn Ngôn biết thể hiện thiệt đó. Sau này lúc anh cầu hôn em phải cảm động và lãng mạn hơn nữa đó. Anh thấy hơi mệt, anh về trước đi. A Thừa, A Thừa, A Thừa làm sao vậy? Nhìn mà có vẻ không vui. Di Di, cậu biết anh ấy bị làm sao không? Anh ấy là bạn trai cậu, làm sao mình biết được? Cũng đúng. Lục Trạch Thừa, đừng nói là anh đổi cáo vì tôi đồng ý cưới Hà Cẩn Ngôn nha. Nhưng anh lấy tư cách gì mà giận? Có cần anh đưa em lên không? Không cần đâu, có vài bước thôi. Anh cũng về sớm nghỉ ngơi đi. Được, mai anh lại tới đón em. Ngủ ngon. Sao lại đồng ý cậu ta? Bỏ tôi ra. Trả lời đi. Anh làm gì vậy?
trả nhẫn cho cậu ta. Anh là gì mà tôi phải nghe theo anh? Ai cầu hôn cô cũng đồng ý. Cô dễ dãi vậy sao? Dễ dãi sao? Đúng vậy đó. Tôi không dễ dãi thì sao lên giường với anh được? Sao cô cứ phải cưới Hà Cẩn Ngôn? Vì anh ấy yêu tôi, chịu cho tôi danh phận. Ở bên anh ấy tôi không cần lo mình mãi mãi là cái bóng đáng khinh. Đơn Du Di, tôi... Luật sư Lục, giữa chúng ta không còn dây dưa gì nữa. Sau này đừng tới tìm tôi.